Làm việc với các bộ, ngành và một số doanh nghiệp công nghệ thông tin vào chiều 10 tháng 9 năm 2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải sớm có ứng dụng duy nhất phục vụ yêu cầu thông tin, dữ liệu cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh ứng dụng, giải pháp phải thuận tiện để người dân sử dụng và phục vụ thiết thực cho phòng chống dịch COVID-19 và giao Bộ Thông tin Truyền thông làm đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ quan liên quan khẩn trương phát triển ứng dụng mới, đồng thời hướng dẫn chi tiết triển khai đồng loạt. Đồng thời, các thông tin người dân đã khai báo trên các ứng dụng trước đây cần được tự động cập nhật, chuyển sang ứng dụng mới, không phải khai báo lại từ đầu. Bộ Thông tin Truyền thông được yêu cầu tích hợp tất cả dữ liệu được hình thành từ các ứng dụng, công cụ có sẵn trước đây thành cơ sở dữ liệu thống nhất, tiếp tục được cập nhật thường xuyên khi người dân dùng ứng dụng mới. Các thông tin về sức khỏe, đi lại, tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung, thống nhất và chỉ phục vụ cho mục đích phòng chống dịch, bảo đảm an toàn thông tin, không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, Bộ Công an phải phát huy thế mạnh là cơ quan quản lý dữ liệu của người dân, với vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt trong phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương, để tham mưu cho chính quyền các cấp tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện ứng dụng mới trong phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo việc cập nhật hồ sơ sức khỏe của người dân, kết quả xét nghiệm, kết quả tiêm vaccine, điều trị bệnh nhân COVID-19 tích hợp các dữ liệu này về Bộ Thông tin Truyền thông để phục vụ cho việc triển khai ứng dụng mới. Tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 giữa tháng 8, các chuyên gia đã lo ngại việc một số phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh chưa vận hành thông suốt, gây tập trung đông người. Theo các chuyên gia, một số ứng dụng khi triển khai chưa được vận hành ổn định, thông suốt, chưa được liên thông, tích hợp. Bên cạnh đó, xuất hiện thêm các ứng dụng có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 do một số ngành, địa phương triển khai nhưng thiếu sự phối hợp thống nhất. Ban chỉ đạo khi đó đã yêu cầu Bộ Thông tin, Truyền thông khẩn trương cùng Bộ Y tế, các bộ, ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ để phát triển những công cụ chống dịch bám sát thực tiễn, thiết thực, hiệu quả, thống nhất, thông suốt toàn hệ thống, thuận lợi, dễ sử dụng với người dân. Tránh tình trạng cắt cứ thông tin, quá nhiều ứng dụng không liên thông, tích hợp. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.